Long chung, tôi nhận nuôi em trai để đời em không bế tắc. Lúc bị bệnh nặng, hot tiktoker Long chung vẫn giang tay cưu mang em trai, để em không rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình như mình. Khoảng 2 năm nay, anh em nhà Long chung, còn được gọi bởi cái tên thân mật là Long lớn, Long bé, trở thành hiện tượng mạng xã hội. Kênh TikTok của Long chung có tới 5,4 triệu lượt theo dõi. Ít ai biết đằng sau vẻ ngoài lạc quan, đầy năng lượng, anh em Long chung lại có hoàn cảnh đặc biệt. Từ năm 2020, Long chung đã thay mặt cha mẹ Long bé để nuôi em, cùng thời điểm anh phát hiện và điều trị bệnh u men xương hàm. Lý do gì khiến anh nhận nuôi em trai mình thay cha mẹ bé? Long bé là em trai cùng mẹ khác cha của tôi. Cuối năm 2020, lúc tôi bị bệnh, gia đình cũng gặp vài sự cố khiến hai anh em không thể gặp mẹ được. Còn bố Long bé đã không liên lạc rất nhiều năm nay, kể từ khi Long bé chào đời. Do đó, hai anh em tôi không có thông tin gì về việc bố Long bé ở đâu, làm gì, cuộc sống như thế nào. Bố Long bé cũng không có nhu cầu kết nối mối duyên này. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa Long bé với bố khó có thể hàn gắn. Khi ấy, tôi phải ra quyết định có nuôi Long bé hay không. Tôi nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ, tôi không được ở gần bố mẹ mình, thiếu thốn tình cảm với họ. Điều đấy từng làm tôi rất tủi thân khi đi học. Vì có hoàn cảnh tương tự Long bé nên tôi hiểu được em trai đã trải qua những gì và có cảm xúc như thế nào. Cuối cùng tôi đã nhận nuôi em. Nghĩ lại, nếu hôm đó tôi không giang tay để đón Long bé, chắc chắn cuộc đời em sẽ có nhiều sự bế tắc. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm để cho em một cuộc sống tốt hơn. Đó vừa là điều tốt cho em vừa tốt cho tôi, bởi nó đem lại cho tôi sự hạnh phúc và tinh thần trách nhiệm rất cao. Hiện tại, tôi có toàn quyết định giám hộ Long bé. Anh học hỏi chuyện chăm em từ đâu? Tôi không có kinh nghiệm làm cha nên rất lo lắng. Không biết làm thế nào khi nuôi dạy một đứa con nít để em trở thành người trưởng thành, có ích, không bị cuốn theo những điều xấu của xã hội. Tôi phải học hỏi rất nhiều về cách dạy con của mẹ nuôi tôi, từ những người bạn đã có gia đình, trên mạng. Nhìn chung, tôi được giáo dục dựa trên những nền tảng như thế nào, thì tôi cố gắng để giáo dục em trai theo nền tảng đó. Tức là tôi dạy dỗ với sự nghiêm khắc nhất định, muốn em phải tự ý thức được bản thân mình là ai. Anh gặp những khó khăn gì? Tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trở ngại đầu tiên là gia đình tôi khá phức tạp, nên việc làm giấy tờ rất lằng nhằng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn thiện được giấy tờ để em trai có thể nhập hộ khẩu với mình. Điều đấy làm tôi suy nghĩ và lăn tăn rất nhiều. Cái thứ hai là tôi phải quan tâm về tâm sinh lý của một đứa trẻ. Một mặt tôi phải cứng rắn để em trai có nỗi sợ nhất định, biết nghe theo lời mình dạy bảo. Mặt khác, tôi vẫn mềm mỏng như một người mẹ để em trai có thể tâm sự, coi mình như một người bạn và có thể nói được hết tất cả những điều chất chứa trong lòng em. Cân đối được hai điều đó là vấn đề rất lớn với tôi. Nhìn chung, không có một cách nào đạt 100% hiệu quả. Để giải quyết vấn đề, điều tôi nhận ra là đôi lúc mình cần dung hòa, sự cứng rắn và yêu thương, tạo nên trạng thái vừa đủ. Như vậy, em trai cảm thấy sống với anh vẫn thoải mái, nhưng có các quy củ nhất định phải tuân theo. Tôi không để em trai ỷ lại, việc có một khởi đầu không tốt, không có bố mẹ nên được phép làm thế này thế kia. Tôi muốn em suy nghĩ được rằng mình thiếu thốn hơn người ta, không bằng người ta, xuất phát điểm thấp nhưng vì vậy càng phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần. Khi về ở cùng anh trai, Long bé cũng trở thành hot tiktoker như anh. Lý do nào khiến anh để em trai cùng quay video với mình? Đây là một điều xảy đến tự nhiên với hai anh em. Là người đi trước, tôi nhận thấy em trai bộc lộ khả năng diễn xuất từ rất sớm. Mỗi lần được quay, được diễn, mắt Long bé đều sáng rực. Tôi không có lý do gì để ngăn cấm khi em trai thích diễn xuất. Vì vậy, tôi để em quay video TikTok diễn xuất cùng mình. Sau này em lớn, có cơ hội nhìn lại, rõ ràng em sẽ coi đây là những kỷ niệm thú vị của tuổi thơ. Hai anh em từng gặp các bình luận tiêu cực nào? Ngày xưa, tôi sợ các bình luận đó, nhưng sau rất nhiều năm tiếp xúc môi trường mạng xã hội, bây giờ tôi có tâm trạng, cảm xúc bình thường. Bởi những bình luận đó không tác động trực tiếp đến cuộc sống của hai anh em. Long bé vẫn rất thích xem phim hoạt hình, đi trung tâm thương mại gấp gấu bông, thích đủ thứ. Vì thế, em trai không có thời gian ngồi đọc comment tiêu cực như người lớn và khiến tôi phải giải thích.
anh phản hồi sao khi nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi dưới video của hai anh em là lòng bé không đi học hay sao mà cứ thấy anh cho đi chơi? Câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là tại sao mọi người biết lòng bé không đi học? Em trai tôi vẫn hoàn thành tốt việc học của mình, chẳng qua là lúc em học, tôi không đăng tải video cho mọi người thấy mà thôi. Tôi biết nhiều người có thể bắt trẻ con phải học suốt ngày, đạt thành tích cao, nhưng tôi khác mọi người. Với tư duy của người trẻ, tôi luôn nói với em trai, anh không yêu cầu em phải học giỏi. Em chỉ cần học tốt, đạt điểm 8, 9 với những môn em thích và đạt điểm trên trung bình với những môn em không thích, miễn sao đủ điểm để em lên lớp. Tôi quan niệm trẻ con ở độ tuổi đang đi học không có nghĩa là không được đi chơi. Khi em trai đã học đủ, tôi cho em đi chơi để giải tỏa, giải trí. Nếu bắt trẻ con cắm mặt vào học, đó không phải là cách dạy tốt, bởi các em sẽ thiếu các giá trị bên ngoài. Không được giải trí, thiệt thòi khi không được đi chỗ này, chỗ kia. Một ngày đi đây đi đó cũng là học. Chúng ta có thể học được tất cả, từ mọi điều xung quanh, chứ không chỉ học hỏi trên bàn giấy. Tại sao mọi người lại giới hạn trẻ con chỉ học qua sách vở? Anh nghĩ sao về việc một số người cho rằng trẻ con biết quay phim, kiếm tiền sớm dễ đánh mất tuổi thơ? Mọi người có thể nghĩ trẻ con biết kiếm tiền sớm sẽ đánh mất tuổi thơ, nhưng quan điểm của tôi là nếu bạn không biết kiếm tiền sẽ đánh mất luôn tương lai. Khi một người có khả năng kiếm tiền từ sớm, lớn lên có đủ tài chính và biết mình nên làm thế nào để kiếm ra tiền, tôi nghĩ đấy là một điều lợi chứ không xấu. Đối với tôi, một đứa biết kiếm tiền từ rất sớm, tôi cảm thấy mình không đánh mất điều gì mà chỉ có được. Tôi coi tương lai của em trai quan trọng hơn là tuổi thơ của em ấy. Tôi nghĩ khi em mình có kỹ năng kiếm tiền sớm, điều đó rất tốt cho em sau này. Bởi em sớm ý thức được việc đồng tiền quan trọng trong thực tiễn thế nào, sau này lớn, em sẽ đưa ra được những quyết định lớn hơn. Vì vậy, nếu ai nói rằng trẻ con biết kiếm tiền sớm sẽ đánh mất tuổi thơ, tôi không đồng ý suy nghĩ đánh mất tuổi thơ. Là quan điểm của mọi người, còn Long bé vẫn đang tận hưởng trọn vẹn từng ngày trong tuổi thơ của em ấy. Từ khi Long bé cùng anh quay quảng cáo và kiếm được lợi nhuận, anh đã quản lý số tiền Long bé kiếm được như thế nào? Rõ ràng khi hai anh em cùng quay video, tỷ lệ tiền hai đứa kiếm về là như nhau. Khi kết thúc một video hoặc dự án, tôi sẽ đưa trực tiếp cho Long bé một khoản tiền để em đút lợn, khoản còn lại tôi dùng để mua bảo hiểm cho em, bởi vì khi em chào đời đã có sức khỏe không tốt. Khi có bảo hiểm, sau này em trai gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe sẽ được bảo hiểm chi trả. Và lúc lớn, em sẽ có khoản tiền nhất định để theo đuổi ước mơ của mình. Anh dạy cậu bé kiến thức về tiền, cách chi tiêu ra sao? Tôi giáo dục điều này cho em theo cách khá thoải mái. Tôi cho phép em mua tất cả những thứ em muốn và phải hợp lý. Ngược lại, khi em trai đòi mua những thứ không hợp lý, tôi sẽ giải thích cho em tại sao không nên mua những thứ đó. May mắn em rất ngoan, biết nghe lời, chăm học hỏi khiến tôi thấy vui. Khi tôi phân tích xong, em thấy đúng và không đòi hỏi gì thêm. Em biết cách lắng nghe chứ không chỉ nghe tai này lọt sang tai kia. Chúng tôi có một nguyên tắc nhất định là nếu em muốn mua món đồ nào trên 1 triệu đồng, em sẽ hỏi tôi để chi tiêu cho hợp lý. Dù vậy, khi em trai muốn mua những thứ dưới 1 triệu đồng, em vẫn hỏi ý kiến anh để tránh phung phí. Về lâu dài, anh dự định để Long bé thành KOL, người có sức ảnh hưởng, diễn viên hay định hướng cho bé một công việc khác. Đương nhiên tôi làm nghề này, nên nếu sau này Long bé muốn làm công việc giống tôi sẽ hỗ trợ em. Tôi sẽ chỉ cho em cách để có thể làm nghề này tốt nhất. Tuy nhiên, ước mơ của mỗi con người là do họ tự quyết định. Bản thân tôi từng bị bố cấm cản rất nhiều khi theo nghiệp diễn. Vì thế, tôi biết ép buộc ai đó phải theo ý mình là điều rất áp lực với họ. Nếu em trai thích làm nghề này, hoặc bất cứ nghề nào khác như thiết kế đồ họa, kế toán, luật sư, tôi đều chấp cánh cho em theo đuổi ước mơ mà em mong muốn. Bởi đó là tương lai của em. Long bé cần sống cho em, chứ không thể sống cho tôi được. Do vậy, tôi không bao giờ định hướng khắt khe rằng em phải theo nghề gì. Tôi chỉ đưa ra gợi ý, còn quyết định là ở em. Long Chung sinh năm 1994. Với lối nói chuyện hài hước và khả năng hóa thân thành nhiều kiểu vai, anh được yêu thích trong vai trò YouTube Vlogger. Long Chung từng giành giải nhất tuần của gương mặt thân quen.
khi hóa thân thành ca sĩ Hồ Ngọc Hà cuối năm 2020. Tuy nhiên, đó cũng là lúc anh phát hiện bị u men xương hàm. Để điều trị, anh từng phải cắt bỏ khối u cùng toàn bộ phần xương hàm bên phải. Hiện tại, sức khỏe của anh đã ổn định, tiếp tục tham gia những dự án nghệ thuật và mở các tiệm ăn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Long bé, em trai cùng mẹ khác cha với Long chung, có tên thật Nguyễn Ngọc Nhị Gia Long, sinh năm 2011. Từ khi sinh ra, cậu bé đã mắc bệnh tim bẩm sinh.